Chào các bạn nhá. Chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình nhá. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn hai món, một món là tôm hùm hấp cách thủy, hai là cua rang muối nhá. Đây thực phẩm của mình hôm nay đây. Hôm nay mình sẽ làm đây các bạn này. Các bạn xem con cua thịt này, cua thịt quê mình này. Đấy. Đây, đây là cua này là cua thịt, thế nhưng mà hai vùng miền khác nhau nhé. Hôm nay mình sẽ thưởng thức đây là cua Hải Phòng này, còn đây là cua Cà Mau này. Đấy các bạn này, còn đây tôm hùm mình mới sơ chế xong. Bây giờ mình sẽ cho nồi hấp cách thủy nhé. Đây các bạn này, mình hấp cua ngô nhé. Đấy. Nồi hấp của mình đây. Đây các bạn này, đấy, tôm này vừa mình sơ chế xong. Các bạn đã ok chưa? Đây các bạn. Đấy, xong rồi các bạn cho ngô vào nhá. Xong các bạn cho xả lên nhá. Mình quay ra hướng dẫn cho các bạn là món cua rang muối nha. Đây các bạn này, bây giờ mình sơ chế cua và mình sẽ hướng dẫn chi tiết tỉ mỉ cho các bạn nhé. Đây. Đây các bạn này, bây giờ mình phải cho nó chết đã nha. Cua rất nhiều gạch các bạn. Các bạn phải cắt tiếp nó nhá. Cắt tiếp thì rồi giờ mình rửa qua cua nhá. Các bạn bóc này ra này. Các bạn rửa qua cua đi. Cua rất nhiều gạch này, gạch này. Đấy. Bạn nhìn nào, còn cua này vừa mới lấy mà gạch bật nhiều lắm. Các bạn cho hai quả trứng vào nhá. Thì các bạn chỉ lấy lòng đỏ thôi nhá. Lấy một lòng đỏ thôi nhá. Bạn lấy một lòng đỏ thôi nhá. Thì các bạn đảo đều lên nhá. Đảo đều cho trứng bám đều rồi. Đây các bạn cho cho gia vị vào nhá. Đây các bạn này, các bạn cho mắm vào nha, cho tí mắm thôi. Rồi, đây là bột cà ri nhá, các bạn cho vừa bột cà ri thôi. Cái chậu này của mình nó hơi chật. Đây cái bột mình đã chuẩn bị sẵn này. Cái bột này là bột tổng hợp nhá. Nó gồm bột béo này,
bột lăng này, bột giòn này, bột chiên giòn đấy, với lại bột sư tử. Các bạn pha tỉ lệ đều đều. Đây mình cho sang đây nhá. Đấy, các bạn cho thêm một tí nước vào, bột nó đều. Các bạn cho một tí nước vào nhá, cho bột nó đều đều bám đều nhá. Cái càng nó lâu chín thì các bạn ạ. Lâu chín thì mình cho vào trước nhé. Các bạn này, to. Cái càng nó lâu chín các bạn cho vào trước. Tôm nhá. Ui giời. Ngon chưa? Ui giời. Quá ngon nhỉ. Và các bạn vớt ra nhá. Các bạn phải chiên hai nửa nhá. Chiên hai nửa. Bây giờ các bạn lửa đầu các bạn cho nhỏ lửa thôi. Cho cua nó chín. Đấy. Các bạn để hấp dẫn không? Wow. Giờ. Bạn nhìn hấp dẫn không? Đấy. Nào cho xào nhá. Cho lá chanh vào nhá. Các bạn cho cua rồi nhá. Các bạn phải chiên hai lửa nhá, cho nó chín mà nó các bạn chiên lửa đầu không được cho lửa to nhá. Cháy cái bột. Thì trong không chín, các bạn phải chiên hai lửa. Rồi giờ mình ra cho bày cái đĩa nhá. Đây các bạn này, các bạn cho cái bột này là bột rang muối nhá. Đấy. Các bạn xóc đều lên. Hấp dẫn chưa? Quá hấp dẫn luôn. Wow. Các bạn này, đấy, mình đệm thêm cái này đã. Wow, các bạn nhìn hấp dẫn chưa? Úi, các bạn nhìn này, cùn to đúng luôn, đấy. Các bạn, đây là cua nhá, cua răng muối này, đấy, cua răng muối này, đấy. Đây là tôm này, đấy, các bạn nhìn này, to lắm nhá các bạn nhá, này. Đấy, bạn nhìn thấy không? Rồi. Đây nhá, mọi người cùng mình thưởng thức nhá. Wow. Rồi, mời tất cả mọi người nhá. Này, chỉ có hai vợ chồng mình nhá. Wow. Mời cả nhà nhá. Rất ngon lắm.
vô cái nóng nước ngoài vô đây. Cua hấp răng me mình ăn rồi, răng muối này mình ăn. Các bạn ăn này các bạn không phải cần kìm kẹp đâu, giòn tan luôn, thịt nó vẫn mềm vẫn ngọt. Các bạn, các bạn nhìn này, giòn tan luôn. Chả này vẫn cần thịt gì nữa. Không cần. Đúng lắm. Các bạn này, rất là ngon. Nhiều các bạn này. Mời cả nhà nhá. Mời nhá. Ngọt. Các bạn này, đây là mình bóc cho cái nhân nhá. Đấy, hạt cái nhân. Đấy. Rồi, cứ ăn lạc đó, tí vạc cái xương sau vậy. Các bạn nhé. Đấy, các bạn. Các bạn nhìn vào. Chính là ngon. Mất cơm này. Mất cơm này. Đây bạn gái tớ. Các bạn này. Quay đầu tập trứng này. Quay. Vẫn còn nóng các bạn. Nó. Các bạn này, chiều về hư má cái cãi cái nghề của em. Ủa. Dai quánh. Các bạn nhìn tôm vạch con vạch đấy, nhưng mà mình no lắm không ăn nổi, no mình ăn này cho đỡ ngán. Mình xin dừng video đây nhá. Chào các bạn nhá. Chào các bạn.